Bella cho con uống sữa pha thuốc ngủ và rất ranh mảnh, chia sẻ từ chính cô gái giúp đỡ Bella. Mới đây trên trang cá nhân của NHL là cô gái đã trực tiếp đứng ra giúp đỡ hai mẹ con Bella, đã đưa ra những phỏng đoán của cô về những hành động hết sức lạ lùng trong những ngày sống với hai mẹ con Bell. Chia sẻ trên trang cá nhân của NHL, Bella đã về Hà Nội. Mấy ngày qua tôi không trả lời các anh chị vì tôi còn phải chạy đi tìm Bella ở Sài Gòn. Bella có điên thật hay không? Bella rất tinh quái và khôn ngoan, ăn nói tính toán rành mạch, chỉ có điều bị hoang tưởng về việc mình là ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng mà thôi. Bố của con Bella là ai? Không biết. Tại sao tôi muốn giúp Bell con mà không phải là giúp những trường hợp khác? Tôi giúp hàng trăm trẻ em từ nhiều năm nay, các anh chị bạn bè trên Facebook tôi đều biết, thậm chí có những người còn đồng hành đóng góp chung tay với tôi rất nhiều lần. Tôi không quan tâm Bell mẹ là ai, tôi cũng không có nhu cầu cứu cô ta, tôi chỉ quan tâm đến Bell con, sinh mạng vô tội trong tay cô ta. Tại sao không đưa Bella đi khám vào trại tâm thần? Đã đề nghị thuyết phục nhưng Bella không chịu, triệt sản tránh thai cũng không chịu, đưa con cho tôi nuôi cũng không chịu, đi khám thì càng không. Bella chỉ thích một thứ duy nhất là tiền. Tôi được gì khi giúp đỡ Bella? Được thanh thản. Tình trạng đứa bé hiện tại như thế nào? Đây mới là điều đáng nói nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi nói thẳng, tôi nghi ngờ em bé đang phải uống sữa pha thuốc ngủ vì em bé ngủ nhiều mê man bất thường. Ví dụ trong ngày bay cùng tôi vào Sài Gòn, em bé ngủ miết từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều không thấy tỉnh dậy đòi ăn. Em bé đã được tôi đưa đi siêu âm thóp, ổ bụng, tim mạch, nhưng chưa xét nghiệm được máu nên chưa kết luận được Bell mẹ có cho con uống pha thuốc ngủ hay không. Các bạn bè tôi đã gặp Bell đều có chung nghi vấn này, nhưng Bell mẹ nhất quyết không cho chích máu xét nghiệm, vậy nên tôi càng nghi ngờ. Tại sao tôi để Bella về lại Hà Nội? Vì Bella cảm thấy Sài Gòn không dễ kiếm sống nên nhất quyết đòi trở lại miền Bắc. Tôi và anh Lê Quang Lăng cũng hết lời thuyết phục nhưng thất bại. Tôi đã đặt vé máy bay 9 giờ 30 tối nay Bella sẽ bay về Hà Nội. Điều quan trọng nhất tôi đã nhận ra, Bella không phải là một người điên đơn thuần mà có quá nhiều tính xấu. Tôi có thể cho Bella nhiều thứ nhưng không thể để Bella đem con mình ra làm lá chắn, làm điều kiện đổi vật chất, đòi hỏi này nọ. Tôi không bao giờ cần một người hâm dở cảm ơn mình, nhưng tôi không chấp nhận chuyện một người nhận ơn tôi mà lại dọa bắn vỡ sọ tôi, dọa báo công an bắt tôi, thậm chí còn buông một câu đe dọa tôi khi không xin được số tiền như ý muốn. Đối với tôi mà nói, sự tráo trở là điều không chấp nhận được. Tôi từ chối giúp đỡ cô ta từ đây. Tôi định thế nào với đứa bé? Tôi sẽ tiếp tục theo dõi đứa bé. Tôi cũng đã nói với Bella, chỉ cần em bé hết sữa, hết tã, hết quần áo mặc, cứ gọi tôi sẽ cho người mang đến tận nơi cho. Nhưng tiền mặt thì không bao giờ vì tôi không tin cô ta. Đoạn chia sẻ của NHL về những điều cô quan sát được trong thời gian chung sống với mẹ con Bella thật sự đã gây sốc với rất nhiều người. Liệu thật sự con người Bella có bị vấn đề về thần kinh như chúng ta nghĩ? Liệu Bella có xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ những mạnh thường quân? Liệu con của Bella sẽ có cuộc sống như thế nào nếu phải sống với một người mẹ như vậy?